hai con thì rất là khó ở cái giai đoạn nào, của chuyển dạ nào? Dạ thưa cô thì em là ở giai đoạn 2 ạ. Tại sao chỉ là giai đoạn 2? Dạ thưa cô là ở cái giai đoạn 2 khi mà cổ tử cung mở để sổ thai ra ngoài thì khi mà thai thai to thì có thể là sẽ không đi qua được cái khung chậu của người mẹ ạ. Rồi em có bổ sung thêm gì nữa? Em đến đó thôi. Hết chưa? Bỏ lọc. Dạ, hết rồi ạ. Mời em Huỳnh Thị Nở. Huỳnh Thị Tuyết Nở. Mời Huỳnh Thị Tuyết Nở. Nói trả lời đi em. Nó đâu rồi? Ô nở xong trả lời em. Dạ cô ơi, mic của bạn nó không được hay sao? Nói được sao cũng không nhắn gì hết trơn vậy. Mà bà Lê thì Hồng Nhật nhất đi. Hồng Nhất đi. Hồng Nhất. Dạ em nghe. À, em trả lời cho cô ấy câu hỏi của câu Ừ, hỏi dạ của thưa cô là dạ thưa cô, theo em thì là thai, nếu mà thai to thì cũng sẽ bị đẻ khó ở giai đoạn 2 cô. Do khung chậu nó kích thước của thai nhi nó to quá cỡ của khung chậu. chị ở giai đoạn 2 thôi hả? Cái giai đoạn khác có bị ảnh hưởng không? Dạ em là đến khung chậu thì nó mới bị cản trở cô. À, còn những cái khác không bị hả? Dạ, em biết có như đó thôi. Rồi, mời bạn Lê Văn Hoàn. Mời bạn Lê Văn Hoàn. Dạ em chào cô ạ. À, em trả lời cho cô cái phần này đi. Cô em cũng nghĩ là thai to thì sẽ khó ở cái giai đoạn trang trẻ, giai đoạn 2. Giai đoạn 1 có khó không? Không à? Em nghĩ là không. Giai đoạn 3. Giai đoạn 3 có khó không? Cô ở giai đoạn 3 thì khi mà thai to thì sẽ gây rối loạn cơn co, gây chuyển dạ kéo dài và gây đơ tử cung. Giai đoạn 3 mà. Giai đoạn 3 là giai đoạn sổ thai mà, là sổ nhau mà. Ý Dự kiến là là đờ tử cung, đúng rồi, giai đoạn đờ tử cung như trước thì đờ tử cung thì cái phần sổ sổ nhau á nó có khó khăn không? em nghĩ là có. Ừ. Rồi giai đoạn 1 thì sao? Ở giai đoạn 1 thì Giai đoạn 1 có bị ảnh hưởng không em? Thôi có ở giai đoạn 1 em nghĩ nếu mà thai to thì sẽ gây chuyển dạ tắc nghẽn. Ừ. Và biểu hiện trước hết của cái chuyển dạ tắc nghẽn đó là gì? Phần trên sẽ nỗ lực tổng xuất thai, còn phần dưới mỏng sẽ hình thành Cái đấy nó xa xôi quá rồi, biểu hiện ban đầu là gì? Nhẹ nhẹ trước, xong rồi mới đến nặng chứ.
biểu hiện ban đầu là sự co rút các thời cơ làm cho cổ tử cung bị mở Không, rộng ra. ông đừng giải thích vậy, đấy nó lý thuyết quá rồi. Ban đầu là thế nào? Rồi được rồi, cảm ơn em. Ban đầu là thai nó to quá thì nó có thể rối loạn cơn gò nha, nó rối loạn cơn co tử cung, có thể là cơn co tử cung thưa yếu, cũng có thể là cơn co tử cung cường tính. Rồi thứ hai nữa là cái cổ thì cái thai nó to thì nó xuống cái vùng chậu nó chậm, khó, nó có thể làm khó mở cổ tử cung, khó xóa mở cổ tử cung. Thế nếu như mình phát hiện không kịp thời thì nó có thể dẫn đến là nó vỡ tử cung hoặc nó suy thai. Còn nếu như mà cuộc chuyển dạ giai đoạn 1 nó đã thành công, bước vào giai đoạn 2 cuộc chuyển dạ thì nó rặng sinh nó sẽ khó khăn, lọt xuống cái sổ của phần đấy, phần thứ hai nó sẽ khó. Hoặc nếu mà lọt xuống thành công thì dễ chấn thương đường sinh dục, chấn thương phức tạp, rồi dễ phải sanh thủ thuật là bằng forceps hoặc giác hút, và đến nguy cơ cho bé là nguy cơ kẹt vai ở giai đoạn thứ hai. Giai đoạn 3 là tử cung nó co kém, do đó nhau bong sẽ khó khăn hơn, và sau bong nhau thì dễ bị đờ tử cung hơn, dẫn đến băng huyết sau sinh nha. Còn mấy bạn trả lời cho cô đây là nhau bong non, không phải nhau bong non, các bạn phải hiểu là nhau bong trước khi thai sổ ra bên ngoài thì cái nhau bong non nó thường là nó chảy máu ở đằng sau đánh nhau và nó gây bong, chứ không phải rằng là nó khó khăn mà nó gây bong đâu nha. Thường nó có sang chấn, nó vỡ những cái mạch máu ở sau đánh nhau á thì nó mới dẫn đến nhau bong non. Thì đấy là một trong một vài cái đặc điểm mà lấy gây đẻ khó do thai to. Thế thì các bạn sẽ đấy là một ví dụ thôi. Thế thì khi sau này mà chúng ta tiếp nhận một bệnh nhân thì chúng ta cũng phải sàng lọc tất cả các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân để chúng ta phân tích rằng là à bệnh nhân này thì đẻ khó, nó có gây đẻ khó hay không, và đẻ khó thì nó đẻ khó ở giai đoạn nào của cuộc chuyển dạ, và nếu đẻ khó ở giai đoạn đó thì cái chuyện gì nó khó khăn gì nó sẽ xảy ra, để chúng ta tư vấn cho bệnh nhân, để chúng ta cũng chuẩn bị cho bản thân để giúp cho bệnh nhân có cuộc sinh an toàn nhất. Thì đấy là một ví dụ, như sau này ví dụ đến lúc thi chẳng hạn, tôi có thể cho một tình huống về đẻ khó cho thai to chẳng hạn, thì các bạn phải phân tích như vậy. Hoặc đẻ khó do một nguyên nhân khác thì các em cũng phải xem thử à cái nguyên nhân này này nó sẽ khó khăn ở giai đoạn nào này, và giai đoạn đó thì nó khó khăn là nó gây gốc gác, nó gây nên những cái bất thường đó là gì, thì các em phải phân tích như vậy thì nó mới đầy đủ được. Về phần 2, đẻ khó do nguyên nhân cơ học. Nguyên nhân cơ học là những cái yếu tố cản trở cái lối ra của cái thai nhi, thì có thể là chính cái cửa ra đó là khung chậu của người mẹ, hoặc là chính cái thai này nó quá lớn nó gây khó khăn cho cái cuộc đẻ, hoặc là cái ngôi thai nó bất thường, hoặc là các cái khối u ở bên lân cận đó nó gây cho ảnh hưởng đến cái sự lọt của cái thai, thì là nó sẽ gây nên đẻ khó. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng cái nhóm nguyên nhân này để chúng ta có cái hướng xử trí. Về người mẹ ha, thì có khung chậu bất thường, bao gồm khung chậu hẹp hoặc khung chậu méo. Cái khung chậu hẹp thì nó có thể là hẹp toàn bộ hoặc là hẹp từng phần. Cái hẹp toàn bộ thì khi các cái đường kính nó giảm và đường đường kính nhỏ mô hậu vệ nó sẽ giảm 8,5 cm, và xử trí chúng ta mổ lấy thai ha. Về khung chậu giới hạn thì khung chậu nó mỏm như hậu vệ là từ 8,5 đến 10 cm. Thì xử trí thì chúng ta sẽ tùy vào trọng lượng của thai và ngôi thai, chúng ta sẽ làm nghiệm pháp lọt ngôi chõm. Nếu mà nó lọt được thì chúng ta sẽ cho sinh thường, nếu không lọt được chúng ta sẽ đi mổ. Đây là một cái ví dụ để chúng ta đo cái mỏm nhô hậu vệ thôi, tức là từ cái mỏm nhô này đi đến cái hạ vệ là phía dưới của cái xương vệ, sau đó chúng ta đo được, chúng ta trừ đi 1,5 là mỏm nhô hậu vệ. Về khung chậu biến dạng thì chúng ta có hẹp eo trên,
Hẹp eo trên là khi các bạn đo hẹp eo trên thì cái cách xử lý nó cũng giống như là cái hẹp toàn bộ vậy, bởi vì hẹp toàn bộ thì ban đầu nó cũng phải phụ thuộc vào cái eo trên. Thì đối với hẹp eo trên thì nó cũng không khác gì hẹp toàn bộ cả. Thì khung chậu này nó dẹt từ đường kính trước sau mà ngắn hơn bình thường. Thì chúng ta sẽ xử trí dựa vào kết quả của đường kính mõm nhô hậu vệ. Với hẹp eo dưới thì có cái cột sống nó cong ra sau và có hình dạng hình phễu. Chuẩn đoán chúng ta sẽ dựa vào đường kính lưỡng ụ ngồi nhỏ hơn 9,5 cm và không sổ. Thì nếu mà đường kính lưỡng ụ ngồi mà nó nhỏ hơn 9 cm á thì thường là không có sổ thai được. Thì những cái trường hợp này chúng ta cần phải tiên lượng trước để mổ lấy thai. Còn trường hợp mà thai nhỏ thì chúng ta sẽ cắt rộng tầng sinh môn để mà cho sổ thai ra ngoài. Rồi bây giờ tôi sẽ đặt một câu hỏi thế này, các bạn sẽ xem thử xử lý như thế nào nha. Đối với trường hợp hẹp eo trên hoặc hẹp eo dưới thì cái kết cục cuối cùng nếu không đẻ được là chúng ta sẽ phải đi mổ lấy thai. Thế nếu trong cái tình huống bạn là một người bác sĩ mới biết mổ lấy thai thì bạn phải lựa chọn cái ca nào mà mổ dễ hơn để các bạn lựa chọn bạn mổ. Thế nếu bây giờ tôi cho các bạn phải lựa chọn hai bệnh nhân, trong một trong hai bệnh nhân này là một bệnh nhân bị hẹp eo trên, được chẩn đoán là hẹp eo trên đi mổ lấy thai, và một bệnh nhân là đã theo dõi đẻ và nó lọt xuống hết eo giữa rồi mà nó đang bị kẹt ở phần eo dưới do nó hẹp eo dưới và bây giờ quyết định đi mổ, thì bạn sẽ lựa chọn ca hẹp eo trên bạn mổ hay là bạn lựa chọn ca hẹp eo dưới bạn mổ? Lý do tại sao? Mà lý do tại sao bạn lại chọn bệnh nhân đó? Mời bạn Châu Thị Kim Yến. Mời bạn Châu Thị Kim Yến. Bạn Yến không mở mic rồi hả? Để cô mở cho thử nè. Rồi cô cho phép mở rồi đó. Mở lại đi. Dạ em chào cô ạ. À. Dạ theo em thì em sẽ lựa chọn là trường hợp hẹp eo trên ạ. Tại sao? Tại vì ở hẹp eo trên thì khung chậu theo em thì hẹp eo trên thì khung chậu dẹt đường kính trước sau ngắn hơn bình thường, còn với hẹp eo dưới thì cột sống cong ra sau nên có dạng phễu nó sẽ khó khăn hơn so với hẹp eo dưới ạ. Cái đó nó không phải là khó khăn hơn, cái đó nó không phải là lý do của khó khăn hơn, bởi vì hẹp eo trên thì cái thai nó phía trên là nó không lọt được thì mình cứ mổ thôi, hẹp eo dưới thì nó đã lọt được một phần rồi, nó không phụ thuộc vào cái đường kính nó uốn cong đó, là chỉ để nói rằng là nó hẹp thôi chứ nó không phải là, mặc dù là cái nó khó khăn hơn nhưng nó tại sao lại khó khăn hơn, tại sao hẹp eo dưới lại khó khăn hơn? Mời bạn là Nguyễn Bùi Nguyễn Thu Quyên. Mời bạn Bùi Nguyễn Thu Quyên. Dạ em chưa nghĩ ra cái này cô. Em chưa nghĩ ra. Mời bạn Đào Trần Hoàng Huy. Dạ có em cô. Rồi, em chọn cái trường hợp nào để em mổ? Dạ em đang suy nghĩ ạ.
À, suy nghĩ tiếp đi nha, rồi tôi mời bạn khác nè. Lê Minh Đức. Dạ thưa cô, em cũng chưa nghĩ ra. Không, bây giờ em muốn cái ca nào, em muốn mổ ca nào? Nếu em chọn mổ em sẽ chọn ca nào theo cảm giác của em. Cô, em sẽ mổ ca hẹp eo trên. Cái cảm giác nó dễ hơn đúng không? Dạ. Nhưng mà như thế nào dễ hơn thì chưa biết hả? Dạ. Con lấy hoa, nước con tưới cho hoa đi con. Mời bạn Hồ Kim Hiền. Dạ cô, theo em thì em mổ ở trên cô. Ừ, nhưng tại mổ sao? Cô là bởi vì khi nó chưa xe xuống nhiều, nó còn ở trên nên dễ dễ mổ hơn. À, đúng rồi đó, đơn giản như vậy thôi. Hợp hẹp eo trên là mổ là dễ hơn vì thai nó phía trên, nó dễ lấy hơn. Còn hẹp eo dưới mà mình mà nó đã lọt xuống hết qua eo giữa rồi mà không sổ được á, là các bạn hình dung là âm đạo là nó dài khoảng 8 cm, cái thành sau của âm đạo là 12 cm, ở đằng trước là 8 cm. Thế thì cái thai này nó lọt qua âm đạo là nó cũng đã đi vào một phần hoặc là đi vào 2/3 âm đạo rồi. Vì nó chật chội nên nó không sổ được. Mà bây giờ nó lọt xuống cái đó là các bạn biết không, cực kỳ lấy thai, cực kỳ khó khăn. Một là bạn phải đẩy ngược cái đầu em bé lên để bạn lấy. Thứ hai bạn phải đưa, hoặc là bạn phải đưa tay sâu vào trong âm đạo để bạn bật ngược cái đầu em bé lên. Thì trường hợp đó nó rất là khó, bởi vì âm đạo nó rất là nhỏ. Mà bạn phải đưa một cái tay vào tranh chấp cái đầu của em bé để bật cái đầu em bé lên. Thường thì nó sẽ gây lên rách các cái đường, rách thêm âm đạo hoặc rách thêm cái phần vết mổ chỗ cơ tử cung của bạn rạch á, rách xoạc xuống rất là sâu mà phức tạp, thậm chí có những ca nó đứt các cái mạch máu lớn mà chúng ta không biết phải xử lý làm sao, và có những ca nó tử vong. Do vậy nên là những trường hợp mà mổ hẹp eo dưới mà đã lọt xuống sâu rồi á, thì cái trường hợp này phải là các bác sĩ giàu kinh nghiệm mới nên mổ cái ca này. Còn tụi em mà mới biết mổ sụp tệ thôi thì đừng có mà đi chọn cái ca hẹp em dưới đó mà mổ nha, rất là nguy hiểm ha. Các bạn rõ chưa? Do nó lọt sâu quá rồi, chúng ta bẫy nó lên rất là khó khăn, nên chúng ta sẽ không lựa chọn ca hẹp em dưới để mổ khi chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm. Còn trường hợp khung chậu méo, à, khung chậu méo thì chúng ta sẽ dựa vào cái hình trán mitralis á, là những cái hình là hình hình trán nằm mà đằng sau cái phần lưng của bệnh nhân. Thế nếu nó cân đối ấy, thì là khung chậu bình thường, còn nó lệch nó méo tức là khung chậu méo. Thì những trường hợp khung chậu méo thì thai nhi vẫn có thể đẻ được, nếu như mà cái em bé này nó lọt theo đường kính chéo lớn của cái khung chậu thì chúng ta sẽ làm nghiệm pháp lọt ngôi chõm. Là nếu như Còn trường hợp đẻ khó do những cái khối u, thì những cái khối u mà nằm trong tiểu khung, ví dụ khối u buồng trứng, khối u xơ tử cung, khối u ở bàng quang hay dây chằng rộng, hoặc là khối u ở đại tràng, ở ruột, ở trực tràng, ở cái vùng đó nó lọt xuống cái cùng đồ á, thì nó làm tranh chấp cái đường ra của cái phần thai thì nó sẽ gây khó khăn, thì thường là cũng sẽ không đẻ được. Thì những trường hợp này chúng ta phát hiện ra được thì chúng ta sẽ mổ lấy thai và chúng ta sẽ giải quyết khối u nếu có thể. Thế thì trong cái trường hợp mà cái khối u này, có phải rằng là tất cả các khối u sẽ phải giải quyết khi mổ lấy thai hay không?
thì chúng ta lại phải bàn luận. Bây giờ có những cái khối u chúng ta sẽ mổ cùng với lúc mổ đẻ, nhưng có những cái khối u chúng ta phải cân nhắc cái chuyện này. À, tôi ví dụ bây giờ hỏi một bạn nha, một bạn là cơ sơ hình nhung. Thế nếu như mà một ca bị u nang buồng trứng, mà cái u nang buồng trứng này nó biến thành một khối u tiền đạo, nó không cho thai sổ ra. Bây giờ tôi quyết định tôi đi mổ lấy thai, xong tôi kiểm tra tôi thấy có buồng trứng có một khối u thật to. Như vậy tôi có mổ bóc luôn khối u hay không? Hay là tôi sẽ đóng bụng lại và vào một thời gian khác tôi sẽ bóc khối u? Cờ so hả Nhung? Dạ em nghe, em đang suy nghĩ. Mời bạn Quốc Hưng. Bạn có quyết định mổ bóc cái u buồng trứng không? Dạ thưa cô, theo em là sẽ mổ bóc u buồng trứng luôn ạ. Bởi vì sau khi mổ bắt con thì sản phụ đã phải chịu nhiều áp lực và cơ thể nó cũng đã bị tổn hại nhiều cắt, đã theo một đường cắt ở đường ở vùng bụng rồi, thì mình có thể bóc tách luôn, lấy luôn con u ra luôn, để lấy luôn đúng không? Rồi cảm ơn em. Thế bây giờ trong tình huống mình mở ra mà không phải u buồng trứng mà là một cái u bằng quang, thì bây giờ em có mổ không? Em có mổ luôn cái khối u bằng quang không? Dạ thưa cô, là theo em thì em sẽ tùy vào cận lâm sàng của cái khối u bằng quang để quyết định là có mổ lấy không ạ. Ví dụ em mong muốn cái gì? Dạ cô, em mong muốn là cái cận lâm sàng là có thể xác định được, xem thử cái vị trí cái góc của khối u nó nằm ở đâu. Nếu mà nằm ở ngoài cái nếu mà nó nằm ở phần ngoài của phúc mạc thì em bóc luôn. Em dạ bóc luôn. Còn nếu như nếu bên trong, dạ bên cô trong. Nếu mình nó nằm ở bên trong thì em nghĩ là có thể tiếp cận dễ dàng hơn ở bên ngoài. Tim canh bên trong lại tiếp cận dễ dàng hơn bên ngoài thì em bóc luôn. Dạ. Bây giờ em nói lại cho cô là nếu như cái u này nó nằm ngoài phúc mạc thì là em bóc hay em không bóc? Thưa cô, là nếu mà nằm ở trong phúc mạc thì em sẽ lựa chọn là bóc, còn ở bên ngoài thì em không ạ. Tại sao? Dạ thưa cô, bên trong phúc mạc thì em có thể tiếp cận được qua một đường mổ, nếu mà ở bên ngoài phúc mạc thì em phải cắt, phải mời thêm bác sĩ thần niệu. bây giờ em là bác sĩ niệu. Thực ra là nếu như là mổ đẻ mà em thấy cái u bằng quang là em không được phát đụng vào đâu, bởi vì em phải mời bác sĩ chuyên về niệu khoa để người ta phẫu thuật. Nếu bây giờ em là bác sĩ niệu khoa thì theo em là em có giải quyết cái khối u này hay không? Em là bác sĩ niệu khoa đó, em tiếp cận kiểu gì cũng được đó, em có rất là nhiều cách để em xử lý, nên em có xử lý luôn hay không? Bây giờ dạ, nói cô là rồi nói đi. Dạ thưa cô, theo em là nếu mà em bác sĩ niệu khoa thì em vẫn sẽ lựa chọn là lấy khối u ra luôn, bởi vì nếu mà để tiếp tục để khối u trong bàng quang của bà mẹ thì có thể gây ảnh hưởng trong việc chăm sóc hậu sản, hoặc là nó sẽ gây khó chịu hoặc là gây ảnh hưởng đến chức năng của hệ tiết niệu. Rồi, cảm ơn em. Mời một bạn khác, mời một bạn là bạn Huy Hoàng, Tinh Nguyễn Huy Hoàng. Huy Hoàng đâu? Trả lời nào. Dạ em nghe ạ. Rồi bây giờ cô đưa một tình huống khác. Bây giờ em mổ ra em thấy một cái khối u ở đại tràng, thì em có mổ cùng với cái thai này không?
cô là thì em là em không à. Tại sao? Vì em nghĩ là mổ thai thì nó mất máu nhiều thôi, thì mổ đại tràng thì nó sẽ nguy hiểm đến người mẹ. Nó sẽ dẫn đến gì? Em, mổ đại tràng thì nó sẽ dẫn đến gì? Hoàng, mổ đại tràng nó sẽ dẫn đến gì? Cô chưa rõ cái phần đó. Cô là dở nhiễm trùng, những cái nhiễm trùng không? À, đúng rồi. Cảm ơn em rất là nhiều. Thế thì qua cái câu chuyện này các bạn sẽ thấy rằng là mặc dù mình ghi là giải quyết khối u nhưng không phải là lúc nào mình cũng sẽ giải quyết ngay trong cái thời điểm mà mình mổ lấy thai. Mổ lấy thai là một cái cuộc mổ sạch. Cho tôi nghe điện thoại chứ. Alo. Con hôm nay chị có việc rồi nên chị nghỉ cả ngày luôn. Ngày sáng mai đi 8 giờ em ghé. Ừ, hôm nay nhà chị có tang em ơi, tí nữa chị còn đi xuống ông chị mất nữa, để chị đi dạy cả ngày nữa nên chị không có khám được. Nếu mà có thể chờ được thì sáng mai em ghé nhé. Thì các bạn phải biết rằng là không phải khối u lúc nào cũng giải quyết, mổ đẻ là mổ sạch khối, nên các bạn khi mổ ra mà thấy khối u, bạn phải xác định cái khối u đó mổ nó có sạch tương tự không thì bạn mới phẫu thuật. Thế thì cái u buồng trứng đương nhiên là bạn bóc rồi bởi vì nó sạch, nên bạn mổ thêm một cái khối u buồng trứng nó cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bà mẹ cả, và nó cũng không tăng nguy cơ nhiễm trùng lên cho bà mẹ. Nhưng cái u ở bàng quang hay u đại tràng thì lại khác, u ở ruột thì khác. Nếu như cái u này bạn mổ ra, bạn có thể thông thương đường tiểu, rồi thông thương cái phân đối với cái ổ bụng đó, cộng với một môi trường hậu sản rất là nhiều máu me, vậy nó rất là dễ bị nhiễm trùng. Do vậy nên trong trường hợp này nếu được thì các bạn sẽ tắm bụng lại và sẽ xử trí sau thời kỳ hậu sản. Tuy nhiên có những trường hợp chúng ta bắt buộc phải vẫn phải phẫu thuật cùng với cái khối u đại tràng hoặc là u bàng quang, lý do là cái khối u đó hiện tại nó đang gây nguy hại đến tính mạng của người mẹ. Nếu như mà chúng ta không giải quyết thì nó có thể gây ảnh hưởng đến sức mẹ, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà mẹ. Ngay thời điểm đó thì chúng ta phải chấp nhận nguy cơ nhiễm trùng để chúng ta phẫu thuật cái khối u mà nó không sạch. À, ví dụ như u mà giờ nó gây tắc ruột chẳng hạn, thì bạn mổ lấy đẻ xong bạn vẫn phải mổ lấy cái khối u đó chứ. Chứ bạn mà không mổ thì nó tắc ruột, bệnh nhân lên nhiễm trùng, nhiễm độc độc hoặc hoại tử cái phần ruột đó thì không an toàn. Do đó là trong những tình huống cần thiết mà chúng ta xem xét là cái khối u mà nó có nguy cơ đó, nó có gây nguy hại đến tính mạng của bà mẹ trong thời gian hiện tại hay không. Nếu nó không có ảnh hưởng thì chúng ta sẽ đóng lại, còn nếu nó ảnh hưởng buộc các bạn phải phẫu thuật luôn trong thời điểm đấy. Nhiều quá, con không được tưới nhiều như vậy, nhiều nó chết rồi. Chết thì sao nữa, ăn nhiều nó bội thật. Con mất lại nhiều hàng nên phải tưới nhiều. Thôi để đến chỗ khác đi, mẹ đang dạy chỗ đấy nó ướt. Trường hợp phần mềm đó là âm đạo có vách ngăn thì chúng ta sẽ khám xem cái vách ngăn này, mà nếu như cổ cung mở hết mà thấy cái thai nó lọt được á, để xuống dưới đi, thì các bạn bấm cho nó cắt rách cái vách ngăn đi xong các bạn cho đẻ. Còn trường hợp mà âm đạo chít hẹp do phức tạp lần trước á và nó gây sẹo sơ cứng á, hoặc nó do phẫu thuật, thì trường hợp này các bạn mổ lấy thai ha. Trường hợp u âm đạo, nếu mà âm đạo này là có u ở dịch thì chúng ta sẽ chặt xẹp cái dịch này đi và chúng ta theo dõi sinh. Nếu mà không được thì chúng ta sẽ mổ lấy thai ha. Mổ được lấy thai ngay. Con đi nấu cơm với tí nữa mẹ xuống nhà ông á. Ha. Hả? Mở ra xem nó có cái món gì nấu. Con thích ăn gì con nấu. Cá, thịt, heo, trứng rồi nè. Trứng bột hai chiên hết buổi sáng rồi.
Ngồi nghĩ đây. Xem món gì. Thịt heo cũng chỉ biến nhiều món mà. Trường hợp thai to. Trường hợp thai to thì định nghĩa là thai to toàn bộ là thai trên 4kg ở người con rạp và 3,8kg ở người con sò. Thì đối với những cái khung chậu bình thường, nếu như chúng ta muốn cho sinh thì chúng ta phải làm nghiệm pháp lọt nuôi chõm. Nếu nó lọt được thì chúng ta mới cho sinh. Còn trường hợp mà bất thường chúng ta sẽ mổ lấy thai. Còn trường hợp thai to mà từng phần, ví dụ cái đầu nó to quá do não ung thủy, thì chúng ta cũng sẽ mổ lấy thai nếu như cái thai nó sống được. Còn nếu cái thai không sống được thì người ta sẽ chọc sọ để cho nước nó chảy ra, xong đó cái đầu nó nhỏ lại và người ta cho đẻ đường dưới. Trường hợp mà vai to quá thì nó sẽ dễ bị kẹt vai và các bạn sẽ làm thủ thuật kẹt vai, xử lý kẹt vai. Các bạn có thể xem cái video này ở cái video xử trí kẹt vai của Tổ chức Y tế Thế giới, thì nó có hướng dẫn các bạn xử trí kẹt vai ở những cái ca thai to ha. Trường hợp bụng to hoặc song thai dính nhau thì những cái trường hợp nó dính nó không lọt được thì mình phải mổ thôi. Còn bụng to mà bị dị dạng mà thai nhi không thể sống thì người ta cũng sẽ chọc cái bụng để cho cái ruột nó ra bên ngoài rồi cho nó giảm kích thước cái bụng, xong rồi bắt đầu mới cho sinh. Để khó do các cái ngôi thế và kiểu thế. Với một cái ngôi thuận lợi nhất đối với cuộc đẻ đó là ngôi chõm, và thế trái và đằng trước là kiểu sinh sẽ dễ nhất. Nhưng mà ngôi chõm kiểu thế sau mà bên phải nữa, thế phải hoặc là kiểu thế sau thì đều khó khăn cho cuộc đẻ, chậm hơn rất là nhiều. Còn ngôi mặt, ngôi trán, ngôi ngang thì là những cái ngôi không có thể sinh được đường âm đạo thì các bạn phải mổ lấy thai. Còn ngôi ngược thì bạn có thể chỉ định mổ lấy thai để dự phòng kẹt đầu hậu, do cái đầu nó kẹt lại ở trong cái âm đạo á. Trường hợp đa thai thì những cái ca khó khăn như thế này các bạn cũng phải mổ lấy thai. Thì đây là một số các cái hình ảnh của các cái ngôi thai. Cái hình ảnh trên là trên thứ nhất đó là ngôi ngang, cái thứ hai là ngôi ngược, và cái thứ ba phía dưới là các bạn sẽ sờ chúng cái thóp trước nè, thì đó là ngôi thóp trước. Còn cái đầu em bé là có cái chõm tóc á, thì bạn sẽ sờ thấy là cũng là ngôi chõm luôn, à, ngôi 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 thóp trước luôn. Còn cái em bé cuối cùng á là mình sẽ sờ thấy gốc mũi, thì đó là ngôi ngôi trán. Thì những cái thai này đều không có sinh được đường dưới. Trường hợp tiếp theo là trường hợp mà đẻ khó do phần phụ của thai, đó là dây rốn tiền đạo, ở nhau tiền đạo hoặc xe dây rốn hoặc đa ối đa thai nhau tiền đạo. Là các bạn nhìn thấy cái hình ở dưới đó, có cái bánh nhau nó che lấp cái cổ tử cung. Thì cái trường hợp này tại sao lại khó? Khi mà chuyển dạ cổ cung nó sẽ mở. Nó mở thì nó sẽ gây bong nhau, và bong nhau thì thả nhau nó sẽ bong ra, và tuần hoàn mẹ con sẽ bị ứ trệ, bị mất, thì thai nó sẽ chết. Còn máu nó cứ chảy thì bà mẹ sẽ sốc và có thể mất máu và dẫn đến tử vong. Thì đấy là cái khó khăn của cái trường hợp nhau tiền đạo. Còn trường hợp dây rốn mà xa thì các bạn biết là cái đầu em bé nó chèn vào dây rốn, thì giống như chúng ta là kẹp cắt dây rốn vậy, thì tuần hoàn mẹ con nó sẽ không có. Và nếu như chúng ta xử lý không được trong vòng 2 phút lấy em bé ra thì em bé này sẽ tử vong do bị ngạt, do dây rốn nó không còn đưa cái máu qua em bé nữa và đứa trẻ sẽ chết. Đó, đó là những cái trường hợp này có thể đang theo dõi chuyển dạ, bạn thấy dây rốn nó xa vậy bạn phải đẩy đi mổ ngay tức khắc. Thì đấy là một số các cái nguyên nhân cơ học dẫn đến ảnh hưởng cuộc đẻ. Alo. Cho cô. Hôm nay chị có việc cùng ba chị đi khám thôi.
Rồi các bạn có hỏi gì về cái ban nội dung bài học ngày hôm nay không? Ai có thắc mắc gì về cái nội dung bài học ngày hôm nay không? Bạn Lê Nhật Uyên có hỏi gì không? Bạn Huy Hoàng. Nếu các bạn không có hỏi gì, chúng ta sẽ kết thúc bài học ngày hôm nay, và chiều nay là các bạn học bài si thai. Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ 2 giờ nha. Alo.